唐朝一等将文官，来一样，来一路，人家是伢罗叫女小人，就让白衣袄毛带跟老娘过脸高了眉，我进来呀，娘娘问跟谁？等等，爱我爱，要都要。gươm kề gươm chĩa đâu chặt thù đi chặt lại từng tấc đất thân thương thế mà ở đời chốn cung chưa có kẻ nợ ba máu cái dân nó mưu cầu thì dĩ gì thầu thanh quân pháp có câu tiên trị kỳ gia hậu trị kỳ quốc xin tái luôn về chiếu sử皇帝想你的嫩弟弟嘛，神操！